Chào mừng các bạn đã đến với channel của AMPS Mobile. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tì đè bóng, chúng ta rê dắt bóng và cũng như là che bóng để cho team bạn không thể nào lấy bóng trong chân được của chúng ta. Thì đây là một cái kỹ năng rất là quan trọng khi mà các bạn chơi game. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể là kiểm soát bóng, điều hướng bóng cũng như là chúng ta che chắn bóng và không cho team bạn lấy bóng trong chân của một cầu thủ. Trước khi bắt đầu video thì các bạn có thể coi một số tình huống ở đầu video mình sẽ để cho các bạn coi và sau đó mình sẽ hướng dẫn cũng như là mình nói một số lưu ý và một số điều kiện cần khi mà chúng ta sử dụng cái kỹ năng này. Nói sơ qua một tí về cầu thủ trước đi ha. Thì hầu như mình thấy cầu thủ nào cũng có thể tì đè trong game được hết. Quan trọng là tì đè có tốt không thôi, cũng như là che chắn bóng nó ra làm sao. Nếu như mình sẽ nói về Makelele ha, các bạn sẽ để ý về cái bộ chỉ số điều khiển bóng này, Point Control này, Dribbling này, đó, và cái chỉ số thăng bằng ha, Balance ha. Đó, thì khi mà các bạn muốn chơi theo cái style tì đè thì các bạn chỉ cần quan tâm cho mình cái phần balance thôi. Đó, balance càng cao thì chúng ta tì đè, chúng ta che chắn bóng càng tốt ha. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Hoặc là mình sẽ nói về Lionel Messi nè. Nó một cầu thủ quá toàn diện các bạn. Cái thứ nhất là về điều khiển bóng này, cái thứ hai là rê bóng này. Đó, chỉ số quá là cao rồi các bạn. Cũng như là cái phần balance 93 rất là cao luôn. Hay là về Neymar cũng vậy các bạn. Những cầu thủ nào mình thấy rê bóng tốt thì đều có cái thăng bằng tốt rồi. Đó, balance của Neymar cũng hàng chín thôi. Và cái phần balance cũng vậy các bạn, 87 ha. Nó cầu thủ có cái phần balance trên 80 là ok ha. Hay Luis Suarez cũng vậy nữa các bạn. Đó, mặc dù nói chung là rê bóng ổn thôi, tầm ổn thôi các bạn, tầm trung bình thôi, nhưng mà cái balance rất là tốt luôn, 85. Bây giờ thì mình sẽ vào cái mục training để mình hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật này ha. Đầu tiên là về những cái nút bấm và cũng như là cái cách mà chúng ta tì đè bóng, chúng ta di chuyển ha. Khi mà các bạn có bóng trong chân thì khi mà các bạn muốn tì đè, chúng ta được bấm nút dash nhanh nha. Ví dụ bấm như thế này nè, đó, các bạn cứ đẩy tới như này thì cầu thủ team bạn sẽ có thể lấy được bóng trong chân của chúng ta. Các bạn sẽ phải tập làm quen với cái nút di chuyển này ha. Luyện làm sao cho cái tay của chúng ta nó dẻo và chúng ta có thể múa được trong trận cũng như là trong một cái không gian hẹp. Khi mà bạn muốn tì đè thì cầu thủ áp sát không gian rất là hẹp, chúng ta phải tập làm quen cái này ha. Sau khi đã nhường nhuyễn cũng như là thành thục thì chúng ta sẽ kết hợp với nút dash. Các bạn sẽ bấm như thế này, các bạn sẽ không bấm liên tục ha, mà các bạn sẽ bấm gọi là các bạn bấm từ từ thôi. Khi nào có khoảng trống thì chúng ta sẽ bấm một cái. Nó trong pha này các bạn thấy là mình không bấm liên tục này, mình có khoảng trống thì mình sẽ bứt tốc khoảng một khoảng cách nào đó thôi, mình sẽ không bứt tốc hết ha. Nó các bạn sẽ vừa kết hợp với nút di chuyển và sau đó chúng ta vừa bấm nút dash. Lưu ý là không bấm nút dash liên tục nha các bạn. Khi mà các bạn bấm nút dash liên tục, bóng đẩy rất là dài ha và sẽ mất bóng. Các bạn có thể thấy trong cái tình huống này mình không sử dụng nút dash quá nhiều và mình chỉ dùng nút di chuyển để mình tì đè bóng cũng như là mình lừa bóng rê dắt. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau xem một vài tình huống trong video nha. Tình huống này các bạn có thể thấy là mình không có đường chuyền, là mình phải tì đè và chuyền về cho đồng đội của mình. Sau đó mình sẽ chuyền lên những chỗ nào có khoảng trống thì mình sẽ chuyền ha. Đó, mình sẽ xoay xoay một vài vòng rồi mình chuyền về cho đồng đội mình thôi. Pha này có khoảng trống thì mình sẽ chuyền này, Suarez thì đè một tí, sau đó Messi hoặc bóng và chuyền lại cho Suarez, sau đó Suarez một chạm rất là ngọt vào cái pha bóng này ha. Khi mà mình làm một cái video nào đó mình hướng dẫn thì quan trọng là phải hiệu quả và mình thấy nó có thể áp dụng được trong trận đấu thì mình mới hướng dẫn cho các bạn. Sẽ có rất là nhiều những cái skill trong game mà chúng ta có thể áp dụng cho nó qua người, nhưng mà mình thấy một trong những cái cách, những cái lối chơi á mà mình thấy nó hiệu quả thì cái việc chúng ta tì đè bóng nó sẽ hiệu quả hơn và chúng ta có thể kiểm soát bóng nó tốt hơn rất là nhiều so với cái việc chúng ta sử dụng skill ha. Đó, các bạn có thể thấy pha này mình vừa tì đè và mình truyền này, nhưng mà rất là tiếc là Messi sút không vào, nếu mà vào gọi là một siêu phẩm rồi. Thì các bạn cố gắng tập luyện cái kỹ năng này ha. Lúc đầu chúng ta chơi sẽ nói chung là dễ mất bóng thì ai cũng vậy thôi các bạn. Quan trọng là các bạn phải luyện làm sao cho cái nút di chuyển cái tay chúng ta nó mượt thì từ từ chúng ta mới quen. Một cái điều lưu ý mà mình muốn khuyên các bạn là các bạn đừng có lạm dụng cái kỹ năng này ha. Các bạn đừng có cố gắng tì đè nhiều quá, tại vì tì đè nhiều quá rồi nhiều khi chúng ta tì đè không tốt rồi bị mất bóng và bị phản công nhanh thì nó rất là nguy hiểm. Trước khi các bạn tì đè thì các bạn phải đọc tình huống là khi mà mình không có đường chuyền hay là team bạn đã bắt hết cầu thủ của team mình thì chúng ta phải tì đè một tí, sau đó chúng ta kiếm khoảng trống chúng ta chuyền. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn và giúp cho các bạn có thể kiểm soát bóng tốt hơn trong trận đấu. Thì các bạn có thể biết rằng là cái việc mà ai mà kiểm soát bóng nhiều hơn trong trận đấu thì sẽ có cơ hội ghi bàn cao hơn.
Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Và nếu như bạn có thắc mắc hay là ý kiến gì về video thì hãy comment xuống bên dưới ha. Mình sẽ đọc lầm và mình sẽ giải đáp, cũng như là mình làm video ra những cái video theo yêu cầu của bạn. Và nếu như bạn nào chưa đăng ký kênh thì giúp mình một đăng ký cũng như là một like video này, để mình có động lực ra thật là nhiều những cái video thú vị về game football hay là về game bóng đá hay là những cái vlog tùy theo các bạn yêu thích. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye.